Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi trong ngày hôm nay. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến giá hơi và cho rằng đây là những thông tin hữu ích đối với mình thì hãy cho mình xin một like ở video này và đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về giá hơi hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi ngày 6 tháng 3 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, giá heo hơi trong thời gian vừa qua đang có xuống chứng lại và thậm chí ở một số địa phương có xuống giảm nhẹ. Tuy nhiên hiện nay mức giá vẫn đang dao động trên thị trường là 73 cho đến 79 nghìn đồng trên 1 kg, tùy thuộc vào từng địa phương và tùy thuộc vào chất lượng của heo. Và với mức giá như vậy, nhiều người đặt câu hỏi liệu các nông hộ chăn nuôi heo có lãi hay không và lãi bao nhiêu. Và để giúp mọi người có cái nhìn cụ thể hơn về tình hình chăn nuôi cũng như những rủi ro gặp phải của các nông hộ chăn nuôi heo, mình xin đưa ra hoạch toán chăn nuôi heo thịt để mọi người có cái nhìn tổng quan hơn về ngành chăn nuôi và xem nông hộ mình có lãi hay không nhé. Trước tiên, yếu tố quan trọng nhất đối với ngành chăn nuôi đó là con giống. Và sau Tết Nguyên đán thì giá con giống hiện nay đang tăng rất là cao. Với chăn nuôi heo thịt công nghiệp, do những chi phí ban đầu cao nên con giống được sử dụng cần đòi hỏi đáp ứng được tốc độ phát triển cũng như là tỷ lệ nạc. Trường hợp tự nuôi lợn nái để có lợn giống nuôi lợn thịt thì hiện nay giá con giống dao động 1,3 triệu đồng trên một con lợn cai sữa có trọng lượng khoảng 6,5 cho đến 7 kg. Còn nếu phải đi mua con giống ở bên ngoài thì chi phí lập tức tăng lên, dao động từ 2,4 cho đến 2,8 triệu đồng trên một con giống. Và lưu ý là giá con giống phụ thuộc vào từng địa phương. Nếu chỗ các bạn giá thấp hơn thì chi phí sẽ thấp hơn và ngược lại. Thứ hai đó là giá thức ăn. Giá thức ăn hiện nay cũng đang tăng cao và hiện tỷ lệ tiêu tốn thức ăn của ngành chăn nuôi Việt Nam đang dao động khoảng 2,5 kg thức ăn trên 1 kg tăng trọng. Giá thức ăn chăn nuôi hiện nay trên thị trường đang dao động từ 10 cho đến 10,5. Như vậy nhân lên với một con lợn thì xuất chuồng dao động từ 105 cho đến 125 kg trên một con thì sẽ hết dao động khoảng 2,7 cho đến 3,2 triệu đồng đối với tiền thức ăn, đó là tiền cám. Thứ ba đó là thuốc thú y. Trong chăn nuôi hiện nay, vai trò của thú y chiếm vị thế rất là quan trọng và không thể thiếu trong ngành chăn nuôi. Và trước đây khi chưa xảy ra dịch tả lợn châu Phi thì các chi phí này hết khoảng 1.400 cho đến 1.600 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi, việc sát trùng, khử trùng phải tăng mật độ và liều lượng nên chi phí này tăng cao hơn. Và nó dao động khoảng 2.000 đồng trên 1 kg. Do đó mỗi con lợn xuất chuồng, chúng ta cứ cho là 100 kg là xuất chuồng thì hết khoảng 200.000 đồng. Và yếu tố thứ tư đó là chi phí về nhân công, điện nước và khấu hao cũng như là vay lãi. Với các doanh nghiệp, tổng các loại chi phí này tính vào giá thành chăn nuôi khoảng 500.000 đồng trên một con. Riêng với những nông hộ không phải đi vay ngân hàng và lấy công làm lãi thì chi phí này có thể thấp hơn. Tiếp theo đó là tỷ lệ chết, mức hao hụt đàn lý tưởng hiện nay về lý thuyết đó là khoảng 5%. Tuy nhiên tỷ lệ này còn phụ thuộc vào trình độ chăn nuôi của các trang trại và đặc biệt do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi nên tỷ lệ chết này cũng sẽ cao hơn và có thể tạm tính là dao động khoảng từ 10 cho đến 15%. Như vậy bình quân mỗi con lợn xuất chuồng sẽ phải cộng thêm dao động từ 50 cho đến 150.000 đồng về hao hụt. Như vậy cộng các loại chi phí chăn nuôi trên có thể tạm tính ra giá thành chăn nuôi ở Việt Nam hiện nay. Và cụ thể nếu phải mua con giống ở bên ngoài, phải thuê nhân công và vay lãi ngân hàng thì giá thành chăn nuôi hiện nay thì mình có thể tạm tính từ chi phí phía trên, nó dao động khoảng từ 65 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg với là loại heo siêu. Còn với dòng heo áp siêu thì giá con giống thấp cho nên là chi phí chăn nuôi này nó cũng rơi vào cái mức thấp hơn. Và với mức bán trên thị trường hiện nay có thể khẳng định rằng ngành chăn nuôi lợn không lãi nhiều như mọi người vẫn nghĩ. Còn đối với giá thành chăn nuôi ở từng địa phương, từng hộ gia đình của các bạn như thế nào thì các bạn có thể comment ở phía dưới để mọi người cùng tham khảo để hoạch toán làm sao cho nó chi tiết và hợp lý hơn. Còn đối với giá hơi trong ngày hôm nay, ngày 6 tháng 3 hầu như là không có sự biến động nhiều so với ngày hôm qua. Các địa phương vẫn đang dao động phổ biến mức giá 73 cho đến 79.000 đồng trên 1 kg. Riêng trong ngày hôm nay, các tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ như là Đồng Nai và tỉnh Bình Dương lại có xuống giảm nhẹ. Đồng Nai nhiều hộ chăn nuôi trong ngày hôm nay báo giá chỉ còn 73 cho đến 75.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Bình Dương dao động mức giá phổ biến 75.000 đồng trên 1 kg, có giảm 1.000 so với ngày hôm qua. Các địa phương khác hầu như không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Và cụ thể giá hơi trong ngày hôm nay ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước như sau.
Đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam, cho ngày hôm nay, Đồng Nai dao động mức giá 73 cho đến 75.000 đồng trên 1 kg và có giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Thành phố Hồ Chí Minh dao động mức giá 76 cho đến 77.000 đồng trên 1 kg. Bình Phước phổ biến mức giá 77.000 đồng trong ngày hôm nay. Trong khi đó, hai địa phương Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Tây Ninh, các hộ chăn nuôi báo giá trong ngày hôm nay vẫn đang giao quanh mức giá 76.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương giảm nhẹ 1.000 đồng về mức 75.000 đồng trong ngày hôm nay. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay, hầu như vẫn không có sự thay đổi so với ngày hôm qua, phổ biến mức giá giao quanh 76 cho đến 78.000 đồng ở các địa phương. Cụ thể như Cần Thơ trong ngày hôm nay báo giá phổ biến 76.000 đồng, Bến Tre trong ngày hôm nay giao động mức giá 77 cho đến 78.000 đồng trên 1 kg. Hậu Giang giao động mức giá 76 cho đến 77.000 đồng. Đồng Tháp giao động mức giá 77.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như là Vĩnh Long và tỉnh Long An vẫn đang giao động mức giá 77.000 đồng và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Bạc Liêu cho ngày hôm nay báo giá 76.000 đồng. Kiên Giang 76.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng cho ngày hôm nay báo giá 76 cho đến 77.000 đồng và cũng không có sự thay đổi. Các địa phương như là Trà Vinh, Tiền Giang, An Giang phổ biến mức giá giao quanh 77.000 đồng trên 1 kg. Quý vị và các bạn thân mến, tại thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay giá heo hơi ở một số địa phương có những diễn biến trái chiều và đặc biệt trong ngày hôm nay có tỉnh Yên Bái tăng nhẹ 1.000 đồng lên mức 76.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác hầu như không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Cụ thể như trong ngày hôm nay, hai địa phương đó là Thái Nguyên và tỉnh Phú Thọ vẫn đang báo giá giao quanh 77.000 đồng trên 1 kg. Bắc Cạn giao quanh mức giá 76 cho đến 77.000 đồng. Tuyên Quang trong ngày hôm nay báo giá phổ biến giao quanh 75 cho đến 76.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn 76.000 đồng. Đối với tỉnh Quảng Ninh trong ngày hôm nay giao động mức giá 76 cho đến 77.000 đồng. Đặc biệt nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu Hoành Bồ của tỉnh Quảng Ninh đang có mức giá 76.000 đồng trên 1 kg. Lào Cai giữ mức giá ổn định 75.000 đồng và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Trong khi đó Hà Giang 76.000 đồng cao hơn so với các địa phương khác. Cao Bằng giao động mức giá 75.000 đồng. Bắc Giang giao động mức giá 76 cho đến 77.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ như Thái Bình trong ngày hôm nay vẫn báo giá giao quanh 76 cho đến 78.000 đồng. Ninh Bình 75.000 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận tại khu vực chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam, đối với dòng heo loại 1 khu vực này vẫn đang có mức giá rất cao 78.000 đồng. Đối với dòng heo loại 2 có mức giá giao động 75 cho đến 76.000 đồng trên 1 kg. Nam Định giao quanh mức giá 75 cho đến 76.000 đồng và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Hà Nội trong ngày hôm nay vẫn đang báo giá giao quanh 75.000 đồng. Hải Dương, Hải Phòng 76.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay có mức giá 75 cho đến 77.000 đồng. Hưng Yên giao quanh mức giá 77.000 đồng trên 1 kg. Bắc Ninh trong ngày hôm nay cũng báo giá 77.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Hòa Bình giao quanh mức giá 75 cho đến 77.000 đồng. Tại Hòa Bình, hộ chăn nuôi vẫn đang báo giá phổ biến 75.000 đồng trên 1 kg. Đối với dòng heo mẹ trắng thì có mức giá thấp hơn. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực Lạc Thủy của tỉnh Hòa Bình giao quanh mức giá 73.000 đồng trên 1 kg. Điện Biên 76.000 đồng. Lai Châu giao quanh mức giá 75 cho đến 76.000 đồng đối với heo mẹ trắng. Còn đối với Sơn La trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 76.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Các địa phương như Thanh Hóa và Nghệ An vẫn đang giữ mức giá ổn định 75 cho đến 76.000 đồng. Đối với Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế, giao quanh mức giá 75.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình và Quảng Trị có mức giá thấp hơn, phổ biến giao động 74.000 đồng trong ngày hôm nay. Quảng Nam giao quanh mức giá 75.000 đồng. Quảng Ngãi có mức giá cao hơn 76.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như là Bình Định, Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận giao quanh mức giá 75.000 đồng. Đối với tỉnh Phú Yên trong ngày hôm nay báo giá 76.000 đồng trên 1 kg. Và trong ngày hôm nay tỉnh Bình Thuận giảm một giá so với ngày hôm qua về mức 74.000 đồng trên 1 kg. Thị trường Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng ít có sự biến động. Đắk Lắk giao động mức giá 75 cho đến 76.000 đồng. Các địa phương như là Gia Lai, Kon Tum phổ biến mức giá 76.000 đồng trên 1 kg. Lâm Đồng trong ngày hôm nay phổ biến mức giá giao quanh 77 cho đến 78.000 đồng. Tuy nhiên nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở khu vực Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng đối với dòng heo tuyển chọn ấy thì có mức giá rất là cao. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá lên đến 80.000 đồng trên 1 kg. Các bạn có thể tham khảo ở khu vực này. Đắk Nông giao quanh mức giá phổ biến 77.000 đồng và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Quý vị và các bạn thân mến, giá hơi trong thời gian vừa qua đang có xuống chứng lại và trong hai hôm nay giá ở một số địa phương như là Yên Bái, Lào Cai thì đang có xu hướng tăng nhẹ trở lại.
Và nhiều người kỳ vọng có thể sang tuần giá hơi sẽ tăng nhiều ở các địa phương nữa. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.